Ok, chúng ta sẽ tiếp tục với câu số 39 của chúng ta. với câu số 39 thì cô sẽ thấy nó bắt đầu bằng cái từ sâu. Nó bắt đầu bằng từ sâu. Đúng không? Nếu bắt đầu bằng từ sâu này chúng ta sẽ nhớ đến cấu trúc. Đó là cấu trúc so bad. Với cấu trúc so bad nó sẽ là đảo ngữ như sau. Sâu cộng với tính từ, cộng với động từ, cộng chủ ngữ. Vậy thì cô sẽ bỏ đáp án ý B này. Đó chưa Vậy cô sẽ đằng sau cô lại căn cứ bằng couldn't. Nếu căn cứ bằng couldn't say thì nó sẽ là quá khứ. Thì cô sẽ bỏ được ý C. Bây giờ cô sẽ chỉ còn ý A và ý D mà thôi. Nhờ cô chỉ còn ý A và ý D mà thôi. Thì cô sẽ có là đứt he become, cả A và D đều giống nhau à. Thế thì ý D phải sửa cho cô từ become này đổi cho cô thành became. Nhờ để cho nó sai đi một đáp án. Thì 39 chọn cho cô đáp án là ý A nhé. Sau so, câu số 39 chuyện cô sang câu 40 của chúng ta. Với câu số 40 thì bạn sẽ căn cứ cho cô bằng anh sau. Căn cứ cho cô bằng anh not only. Nhờ những cái công thức gì mà cô đã chiếu rồi thì bây giờ cô sẽ không chiếu lại nữa, chỉ có những công thức mới thì cô chiếu thôi. Với câu số 30 cô sẽ căn cứ bằng anh not only thì đảo ngữ ngay từ vế đầu. Ý A của cô bỏ vì nó không đảo, ý B bỏ vì không đảo, ý D bỏ không đảo thì câu 40 chọn ý C. Xong câu 40 thì bạn sẽ căn cứ cho cô với câu 41 với cụm từ under no circumstances. Thì căn cứ cho cô bằng cái từ nào trong cái cụm từ này nó sẽ liên quan đến phần là đảo ngữ với các nhóm từ các cụm từ có chứa từ nào thì ở phần này bạn sẽ xem cho cô như sau Bạn sẽ tìm thấy cái cụm từ đó là cụm từ under Đúng không? Cụm từ under no Không bao giờ này Thì đằng sau nó sẽ cộng với mệnh đề đảo ngữ luôn Vậy thì cô sẽ chọn được Đáp án của chúng ta ở trong câu này Sẽ không phải là B Vì nó không đảo Không phải là C, không phải là D Câu 41 chọn A Sau câu 41 chuyển cho cô sang câu số 42 với câu số 42, cô sẽ có từ sau. Cô sẽ căn cứ bằng từ đó là từ no. Thì đằng sau của cô sẽ phải là mệnh đề đảo ngữ. Cô bỏ ý B vì nó không đảo. Cô bỏ ý D vì nó không đảo. Vậy cô sẽ chỉ còn ý A và ý C. Nếu người ta mà dùng hẹt đằng sau của cô với vấp phân từ hai cô bỏ tiếp ý A. 42 chọn C. Sau 42 chuyển đổi cô sang câu 43. 43 căn cứ bằng only cộng vấp in. Thì sau only cộng vấp in, mệnh đề còn lại phải đảo ngữ. Cô bỏ ý B vì nó không đảo. Bỏ ý C, bỏ ý D vì nó không đảo. 43 chọn A. Xong câu 43 chuyển được cô sang câu 44. Với câu số 44 bạn sẽ căn cứ cho cô bằng cụm từ đó là cụm từ no Tom Chợ đây nó sẽ chính là đảo ngữ với các nhóm từ có chứa từ N. Đằng sau sẽ đến mệnh để đảo ngữ luôn thì cô bỏ A, bỏ C, cô chỉ còn B và D mà thôi. Còn B và D thì với câu này chúng ta sẽ dùng B hay D xem cho cô nhé. Với câu số 44 chúng ta dịch là không bao giờ đúng không ạ? mà công chúng sẽ có thể biết được cái kết quả đúng không ạ? Không biết được là cái kết quả của cái của cái cái sự thừa nhận này cả. Vậy thì câu này của chúng ta là không bao giờ mà công chúng có thể biết được. Câu này cô sẽ dùng với nghĩa nếu theo nghĩa thì cô sẽ chọn câu 44 là ý B nhá. Yeah. Sau câu 44 chuyển cho cô sang câu số 45 của chúng ta. Với câu số 45 nếu cho anh bắt đầu bằng do computer Chả hiểu nó là đoạn đảo ngữ loại gì bỏ nhá. Yeah. Nếu như cái từ trong này cô có từ bận ổn rồi thì câu này cô sẽ phải dùng đằng trước là từ not only Trợ với not only thì cô sẽ có như sau. Với câu này của chúng ta, cô sẽ chọn đáp là ý D. Với các anh not only đứng ở đầu, đằng sau nó sẽ đảo ngữ, nó đã đảo đu lên trước rồi. Động từ của cô là really. Xong câu sở 45, chuyển của cô sang câu 46. Với, Bởi... với câu số 46, cô sẽ có như sau. Với câu số 46, cô có động từ chính của cô là từ động từ hunt. Vậy đằng trước của cô sẽ có, câu này cô sẽ dùng từ Sodom xong đến do đảo ngữ của Sodom Câu 46 cô chọn ý A Sau câu số 46 chuyện cho cô sang câu số 47 Chọn với câu số 47 cô sẽ có câu này như sau Với câu số 47 cô sẽ có là không có nơi nào Đúng không ạ? Của cái đại đục này làm sao lại Này có thể là, là, lâu đời hơn là 200 năm tuổi Vậy thì với câu số 47 của chúng ta Cô sẽ có như sau Cái anh Noel anh phải đứng ở đằng đầu nếu anh đứng ở đằng đầu thì câu 47 cô có mỗi một đáp án là ý B thôi. Sau câu 47 chuyển đến câu sau câu 48 với từ not only bằng sau ngay cái mệnh đề đằng sau not only phải đảo ngữ. Nếu đảo ngữ thì cô bỏ ý A vì nó không đảo, bỏ ý D vì nó không đảo. Vậy cô sẽ còn ý B và ý C. Ý B và ý C thì cô sẽ có câu này như sau. Không những cái hành vi của con người được nghiên cứu, được nghiên cứu về lĩnh vực tâm lý, đúng không ạ? Mà hành vi của động vật cũng được nghiên cứu nữa. Vậy thì câu này cô sẽ phải là được nghiên cứu, cần đáp án bị động, 48 chọn B. Sau câu 48 chuyển được cô sang câu 49. Với câu số 49 của chúng ta nó sẽ chính là đảo ngữ của cái từ nó đấy. Trở về đảo ngữ với cái từ nó đấy thì chúng ta sẽ có như sau. Bạn giờ xem cho cô một phần công thức trong bảng đó là công thức số 11. Với công thức số 11 chúng ta sẽ có là nó cộng với trợ động từ cộng với chủ ngữ cộng với động từ. Vậy thì chúng ta sẽ chọn được câu này giống theo công thức nhé. Cô sẽ bỏ ý A vì nó không đảo ngữ, đúng chưa? Cô sẽ bỏ ý B vì nó không đảo ngữ, bỏ cả ý D nữa. Câu 49 cô chọn được, đáp án là ý C. Sau câu 49 chuyển được cô sang câu số 50. Câu 50 bạn sẽ căn cứ cho cô bằng nó nó mệnh đề đằng sau cô phải đảo ngữ. Cô bỏ ý A vì nó không đảo. Đảo ngữ là đảo trợ từ lên trước đơ cộng với chủ ngữ cộng với động từ thì cô sẽ bỏ đáp án ý C, bỏ à bỏ đáp án ý D. Vậy cô sẽ còn ý B và ý C xem nó giống với khác gì nhau. Da he collects them as he used to. Ồ, oh, nó giống hệt nhau à? Da he collects them as he used to giống hệt nhau. Ok, vậy câu này của cô chọn B hay C đều ok. Sang câu số 50 chuyển cho cô sang câu số 51 mọi người bắt đầu phàn nàn ngay tại thời điểm mà cái sự công bố đấy, kết quả công bố được làm. Vậy cô ấy viết là ngay khi mà kết quả công bố được đưa ra thì người ta bắt đầu ca thán phàn nàn. Vậy cô hỏi cô sẽ có là với câu này có start ở đằng trước và có từ meet ở đằng sau thì chúng ta phải viết bằng công thức của động cộng với hết cộng chủ ngữ cộng pháp phân từ hai cơ ý a sai thử ý c nhé ngay khi mà cái kết quả đó được đưa ra phải là bị động cơ câu này thiếu mất bin thì mới đúng ý c sai Vậy thì cô sẽ có là ngay khi mà cái kết quả được đưa ra thì mọi người bắt đầu phản ứng. Thì câu số 51 cô chọn được đáp án là ý Xong câu số 51 chuyển cho cô sang câu số 52 của chúng ta. Chợ với câu số 52 cô sẽ có câu này như sau. Chợ câu số 52 của chúng ta. Chợ 51 ngay khi mà cái kết quả đó được đưa ra thì mọi người bắt đầu phản ứng. Chợ mọi người bắt đầu phản ứng Dạ rồi, ý B hợp lý. Sau câu số 51 chuyện của cô ra câu số 52. chợ cái công những cái công nhân đó chỉ chỉ hủy cái cuộc đình công sau khi mà phải được trả theo trả theo trả lương mới. Vậy mãi cho tới khi với cái cấu trúc của nó an thì đằng sau của cô phải là mệnh đề đảo ngữ, đằng sau nó không đảo ngữ ý A à, bỏ. Dạ. Cái công nhân đó đã hoãn đình công chỉ khi Dạ, có vậy only when mà a new pay offer này cũng không đúng như này, Vậy cô sẽ có câu đấy của cô sẽ là chỉ khi thử cho cô C với đây thì cô thử thiên với D thôi nhé. Chỉ khi mà cái khoản tiền lương mới được đưa ra thì những công nhân đó mới hoãn đình có mấy hủy đình công. Vậy năm 2 cô chọn được ý D. Sau câu số 52 chuyển đến cô sang câu số 53. Bác của tôi không nhận ra tôi cho đến khi tôi nói. Vậy là phải biết lại câu là phải mãi cho đến khi tôi nói thì bác tôi mới nhận ra tôi. Cô sẽ thiên về hai đáp án BC trước. Nếu mà nó sai thì cô mới xác những đáp án khác. Phải mãi cho đến khi tôi nói đúng không? Not until I spoke Did my uncle Thì cô sẽ có là đằng đầu cô đã có từ not Thì đằng sau cô sẽ không có từ not nữa Nên là câu số 53 của cô là ý C Sang câu số 53 chuyển cho cô sang câu số 54 Chợ, Ngay khi anh ta đến sân bay Thì anh ta gọi về nhà Vậy cô ấy sẽ viết thành câu đó là Ngay khi anh ta đến sân bay Anh ta gọi về nhà Viết luôn bằng cấu trúc của nó Câu 54 cô chọn ý B Sang câu số 54 chuyển cô sang câu số 55 Helen viết một cuốn tiểu thuyết Nhờ Anh ta còn làm một bộ phim Cô ta còn làm một bộ phim về về cowboy nữa Vậy thì cô sẽ có câu này là Cô ta không những viết một cuốn tiểu thuyết Mà còn làm một bộ phim Thì với câu số 55 chúng ta sẽ chọn được Đáp án là ý gì Giả sử A nhá Ý A mà đúng thì cái anh Not only của cô nó phải cho lên trước động từ wrote Lên ý A sai Chờ ý B của cô là Helen viết Đúng không ạ? Cả viết một cuốn tiểu thuyết Nếu mà dùng both thì đằng sau nó phải là and Lên ý B sai Chợ, Nếu dùng either or nghĩa là hoặc là Nhưng cô này mang nghĩa là cả cơ Nên là ý C của cô cũng sai Vậy cô chọn được câu 5 của chúng ta là ý D Chợ Ellen không những viết một cuốn tiểu thuyết Mà cô ta còn làm phim nữa Chợ, Người ta dùng cấu trúc not only đằng sau Đằng trước Sau nó đi cộng một mệnh đề đảo ngữ Với đằng sau của cô giữ nguyên Sau cô 5 nhau chuyển cho cô sang câu 5-6 phải mãi cho đến khi tôi gặp Jack thì tôi mới đúng không? có được biết được tin về bạn. Vậy thì câu sẽ có là tôi không có tin gì về bạn cho tới khi tôi gặp Jack. Nên câu số 56 cô sẽ chọn được đáp án là IA luôn. Chờ, xong câu số 56 chuyển cho cô sang câu số 57. Chờ, câu số 57 cô sẽ có là rất là hiếm rằng chị gái của tôi đi xem phim. Vậy thì viết thành câu là hiếm khi chị gái tôi đi xem phim. 57 chọn B luôn. Nhờ, cô thấy cái này đúng nhất rồi. Xong câu số 57 chuyển đến câu sang câu số 58 nhờ, Ngay sau khi mà họ bán nhà Thì họ sẽ được trả một cái giá mà tốt hơn Vậy viết thành câu là Với cấu trúc của anh nó, nó Thì phải cộng với hết cộng chủ ngữ cơ Ý a sai rồi nhờ, Cô sẽ có là Ngay khi mà họ bán ngôi nhà Nhưng đằng sau của cô phải dùng ra Nên ý D của cô sai Vậy câu số 58 của cô chỉ còn B và C thôi Họ được trả một cái giá cao hơn Và họ bán nó Ý B sai về nghĩa so với câu ban đầu 58 chọn C. năm chọn C họ là gì? Họ ngay khi họ bán thì họ nhận thì họ được trả một cái giá cao. Trong trường hợp này cái anh nó, anh đứng ở trong câu thì nó không đảo ngữ. Nếu anh chèo đứng đầu câu thì câu đấy của chúng ta đảo ngữ. Dạ, câu số 59. Phải mãi cho tận khi tôi rời nhà tôi mới nhận ra rằng cái ý nghĩa của gia đình. Vậy viết lại câu là chỉ khi tôi rời khỏi nhà tôi mới nhận ra. Nếu dùng only when cộng với một mệnh đề thì cái mệnh đề chỗ I will I realized the meaning of family Của chúng ta phải đảo ngữ lên ý B sai Mãi cho đến khi tôi rời nhà Tôi mới nhận ra được ý nghĩa của gia đình 59 chọn C Xong câu số 59 chuyện cô sang câu số 60 Ngay khi anh ta vẫy tay Thì cô ta quay mặt đi Vậy là anh ta nhìn thấy cô ta Quay mặt đi và anh ta vẫy tay Sai rồi đúng ạ Anh ta vẫy tay và ngay lập tức cô ta quay mặt đi Và ý C của cô là Cô ta quay mặt đi bởi vì anh ta vẫy tay Vậy đây là ngay khi mà anh ta vẫy tay thì cô ấy quay mặt đi, ý đê sát nghĩa nhất với câu ban đầu. Ok, chúng ta sẽ còn từ câu số 61 trở đi, cô xin phép ngắt sang phần video tiếp theo nhé.